Xin kính chào quý bạn và quý vị. Ở trước màn hình anh chị em mình á, là nồi cơm áp suất và cái nồi chiên không dầu. Từ đây mình sẽ nói về cái nồi chiên không dầu trước. Cái này chị em rất là thích này. Nó rất là tốt cho sức khỏe gia đình. Thương hiệu này, Tefal. Rất là nổi tiếng trên thị trường nồi chiên không dầu ha. Cái này chắc anh chị biết rồi. Ba cái này á, xuất xứ của nó là từ Pháp hết á, Made in France, rất là xịn. Đây, thì nó có cái này mình có thể lấy ra được này. Đó. Rất dễ dàng tiện lợi khi mình lấy ra vệ sinh hay là lấy đồ ăn ha, rất tiện. Rồi, nút này thì nó có thể đảo đồ ăn cho mình mà mình không cần phải dùng đảo. Nếu không thì mình lấy ra như vậy thì nó làm gì đó đun sôi, còn nếu mình chiên xào thì mình gắn vào để cho nó tự đảo. Thì cái này về anh chị tự tìm hiểu cái cách nấu. Đây này. Có cái sai hướng dẫn nhiều món lắm, nhìn vào đây đói bụng luôn nhờ. Ok, nhưng rất là nhiều món. Thì mình xin nói sơ về cái nồi này một chút. Thì nó được sản xuất ở Pháp, Made in France. Nhưng cả ba cái này á, nó đều dành cho thị trường Nhật Bản nên nó chạy điện 100V. Thì anh chị mà muốn xài được cái nồi này thì phải có cái ổn áp ha. Phải có cái ổn áp thì mới xài được. Và mức giá bên mình là 2 triệu 900 ngàn. Nói chung hàng đã qua sử dụng lướt rồi nhưng còn gần như mới. Rồi tiếp theo là cái này. Nồi cơm điện Yoshiruhi, gọi là nồi con voi của Nhật, 1 lít 8, có áp suất luôn, rất là xịn. Cái này thì mới tinh 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 luôn. Đây, đặt cái lô. Mới chưa sử dụng ha. Con này là mới chưa có cắm điện luôn, gọi là mới tinh luôn trong thùng. Phụ kiện kèm theo là đầy đủ. Rất là đẹp ha. Cốc lường nước để mình đong nước cho nó chuẩn. Còn cái này. Cái giá múc cơm đi theo cái nồi luôn. Nhìn rất là đẹp. Thương hiệu đi theo cái nồi luôn, tặng kèm theo nồi. Rồi. Thì cái nồi cơm này có giá bên mình là 6 triệu 800 ngàn mới tinh. Ok, thì hôm nay mình giới thiệu tới anh em mấy cái món như vậy. Gọn gàng. Đó, thì chắc bây giờ mình cũng sẽ xin dừng clip tại đây. Anh chị em nào cần tư vấn thì cứ alo cho mình ha. Đừng quên đăng ký kênh để nhận clip mới. Xin chào.